Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay tôi sắp Tết rồi, cho nên là tôi lại quay lại đi vào Hà Đông chơi, như là có việc đấy. Nhớ ra mới rẽ vào chỗ vườn của Vũ Lan Viên để ngắm lan với lại quay cho các bạn ngắm chơi. Sắp Tết rồi, hoa đang nở tưng bừng, rất là đẹp đây. Cái chậu hồ điệp mình nhìn rất là yêu, hồ điệp trắng. Đây là đai châu Thái này, nhưng mà đai châu Thái này là nở bị sớm, hơi sớm rồi, hơi sớm. Mặc dù rất là đẹp, cái này mà nó mà nở vào đúng Tết thì quá đẹp luôn, nhưng mà nở như này là bị hơi bị sớm một chút. Đó, rực luôn. Đây là Brass Savola này, phong cũng yêu phết. Chậu này cũng yêu phết. Đây là đai châu. Đấy, con trò này đang nụ này, khoảng 3-4 hôm nữa nở. Thế nói chung vẫn nở trước Tết. Đấy. Năm nay đến thì thấy Vũ Lan Viên là quy hoạch lại, nhìn thấy nó có vẻ ngăn nắp bài bản, đẹp hơn. Đấy, phong ở Hội Hoa Lan Hà Đông. Đây là nơi mà các anh em mà giao lưu hàng tuần. Nghe anh Vũ Ngọc Anh nói là hàng tuần còn có cả bình chọn cho những tác phẩm lan đẹp, hoa đẹp. Thế nếu mà giữ được như thế cũng rất là hay. Đây là cái vựa hồ điệp luôn các bạn này, tất cả các loại hồ điệp. Đấy, đây là anh Vũ Ngọc Anh này, giờ là giám đốc ở đây. Năm ngoái đến ấy, thì là anh Vũ Ngọc Anh là phụ trách cái phần dưới này và lan bình thường, còn ở trên phía trên kia là hàng đột biến là anh Cảnh. Nhưng mà năm nay thì anh Cảnh đã rút làm vườn ở chỗ khác rồi. Bây giờ là toàn bộ chỗ này là do anh Vũ Ngọc Anh quản lý và làm độc lập ở đây. Mở vườn mới, coi như vườn mới nhưng vẫn là thương hiệu. Vẫn là thương hiệu Vũ Lan Viên. Năm ngoái thì là có hai nhánh, một nhánh va, một nhánh thường. Nhưng bây giờ ở đây thì chỉ là một thôi. Còn anh nhánh va của anh Cảnh là đang về vườn ở chỗ khác rồi. Mà tôi chưa có duyên gặp. Đấy. Anh Ngọc Anh thì cũng có cái thiệt thòi một chút đấy, là mắt hơi bị kém một chút, nhưng mà rất yêu lan. Nghe nói là cũng mổ hai lần ở viện mắt trung ương rồi đúng không anh? Mà vẫn chưa thành công. Đấy, ở đây nên này, nếu có bạn nào mà làm ngành y mà ngành mắt mà biết có thể hỗ trợ được thì cũng hay. Đấy. Anh ấy mổ hai lần rồi mà chưa thành công. Ghép cả giác mạc rồi nhưng vẫn không thành công. Bây giờ nhìn thì nó cũng hơi hạn chế một chút, không nhìn được xa, nhìn lờ mờ thôi. Cái cây Brass này là nó tên cụ thể là gì? Cái hoa nó đẹp phết nhỉ? Cây trắng nhỏ đấy mới đi đấy anh. Đây này, cây mà cây này lưỡi đẹp phết, hoa đẹp phết. Mà hình như cái này hoa nó bền lắm đúng không? Ui, hoa thơm quá. Hoa thơm tuyệt vời luôn. Cái này, những cái dòng này là mình cũng nhập về bán à ngoài? Không, không, cái dòng đai châu với lại cà Brass này này. Có cả cây nuôi của vườn ạ, có cây nhập mới. À. Những cái chậu, như chậu Brass đang hoa này là bao tiền? Chậu như thế là của các bác người chơi mang đến. À, của bác người chơi mang đến. 500 ngàn một chậu, đây là của cũng ở trong anh em trong hội Hoa Lan Hà Đông ấy hả? À đấy, cũng hay đấy mọi người. Những người chơi lan nhưng mà trồng xong nhân giống được nhiều, xong lại mang đến đây để đây, nếu có khách nào thích thì lại giao lưu. Ồ thế cũng hay đấy, đấy là cái mô hình gọi là kết hợp lẫn nhau. À, cũng rất là hay. Đấy. Thì có thêm tiền mua phân thuốc. À đúng rồi. Xong rồi ví dụ như hàng tuần ngồi uống trà lại bình chọn chậu nào được gọi là đẹp nhất trong tuần thì cũng lại hay nữa. Đấy, cũng hay phết. Đấy.
Đấy, các cái kho phân thuốc này. Rồi. Hồ Điệp. Rồi. Đây là hoa vàng các bạn. Những cái hồ điệp này là nhập ở đâu về em nhỉ? Nhập hàng Đà Lạt. Đà Lạt đúng không? Đà Lạt. Đây là đỏ này. Đây là dạng như kiểu bò sữa này. Nhiều nhỉ? Các loại. Đấy. Đây là chỗ, đây là những tác phẩm. Tác phẩm đã ghép xong này. 50 cây. Đây. Chậu này là 50 cây. 50 cây. Thấy không? Rất là đẹp, là thật. Nói thế chứ hồ điệp nó cũng có cái sức hút riêng của nó, mặc dù nó có một điểm yếu. Gọi là điểm đấy, cái điểm yếu là nó không có hương thơm. Nhưng tuy nhiên thì cái điểm yếu đấy nó lại là một điểm mạnh. Là bởi vì vì nó không có hương nên là cái hoa thường nó sẽ bền hơn, chơi được lâu hơn. Còn những cái loại mà nó có hương thơm thì nó sẽ nhanh tàn hơn. Cho nên là ví dụ như chơi một cái chậu như này mà bày ở phòng khách của nhà lớn một tí, hoặc là của cơ quan, công sở hoặc loại cái thứ, thì rất là đẹp, chơi mấy tháng liền. Có thể chơi từ bây giờ đến hết tháng giêng nó cũng không sao cả. Nhưng mà nếu mà là lan có hương thơm thì không bao giờ chơi được như thế. Đấy. Đây là cũng là màu vàng này, còn đây màu trắng này. Đẹp lắm. Trắng tinh khôi luôn. Đây màu vàng, đây là màu hồng này. Đây là đỏ cánh sen này. Màu nào cũng đẹp. Còn trong kia là màu, cũng là một dạng như kiểu bò sữa. Tôi không biết gọi tên là gì, tôi cứ gọi đại là như thế. Nhưng cái màu đấy lại nhạt hơn cái màu này. Như vậy là thực ra là hồ điệp nó có rất là nhiều kiểu hoa khác nhau. Hoa khác nhau, đẹp. Đấy, đây là khu mà anh em đang cắm này. Đấy, đây là một con thuyền là thuận buồm xuôi gió, tặng nhau vào năm mới đây. Đấy. Mà không hiểu sao mình thấy lại toàn đàn ông cắm hoa lá nào nhỉ? Lý do là sao? Tại sao thế? Chuẩn hơn là đàn bà cắm hoa. Tại sao, nhưng mà lý do gì mà nó lại đàn ông cắm lại chuẩn? Đàn ông lại yêu đấy, cái chỉ cạnh đàn ông hiểu thôi. À, đàn ông là yêu cái đẹp hơn á, đâu phải thế đâu, phụ nữ nhiều người cũng yêu cái đẹp mà. Đấy, một cái chậu rất to, xong rồi cho xúc vào. Rồi, xong rồi cho xúc vào, xong rồi cắm, uốn, đo, đạc các kiểu, đấy. Qua chợ một chậu, chậu trắng đấy, cứ bảo sao bán rồi không nhớ. Năm nay nghe nói là giá hồ điệp thì cũng vẫn tương đương năm ngoái thôi đúng không? Hình như còn giảm chút đấy đúng không? Thấy Ngọc Anh nói là nếu mà ấy còn giá làm ưu đãi hơn chút. Thì dễ chơi, thế thì vẫn chơi được thôi. Mọi năm chơi được thì năm nay vẫn chơi được thôi. Ui dồi ôi, tác phẩm này nhìn hoành tráng không? Cái này có đến 100 cành không? 88 à? Ui giời, lại còn số đẹp. 88 cành. 88 mà nhân với chung nhân to như thế là 250. Đấy, 250.000 một cành. Thì là cứ gọi là 9218 đi. Khoảng độ hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu là có một tác phẩm như thế này. Thực ra đối với một người chơi bình thường, nhà bé thì đương nhiên là chẳng ai chơi cái tậu nó to như này cả. Nhưng mà đối với những cái kiểu những cái resort hoặc là những công sở lớn thì người ta bày một chậu ở trước cái
cái phòng khách của cái sảnh lễ tân ấy chứ, thứ thì 20 triệu đối với những cơ quan đơn vị đấy thì quá đơn giản để họ chơi được. Đây này, nó có những cái cây hồ điệp mà hoa lại rất là dị này. Nhìn mặt đằng sau nó lại xanh xanh kiểu này, mặt đằng trước này. Còn đây lại là màu cốm này. Cốm. Ừ. Đây là nhiều hoa, các loại hoa. Mỗi ngày này em làm được mấy tác phẩm? Tùy theo lượng cây ạ. Trung bình là một ngày khoảng lên là khoảng 200 cây. 200 cây. Vâng. Còn những cái du thuyền, du đấu này hoặc là những cái khó khăn hơn thì nó, số cây nó sẽ được ít lại. À. Thì nó cũng có cái dễ cái khó. Nhưng mà ở đây là các em là ăn lương ở đây hay là chỉ để đến cắm thôi? Ăn lương. À, tức là người của vườn đúng không? Vườn. Tại vì có cũng có những năm mình gặp có những bạn là chỉ đến cắm mùa vụ thôi. Có. Ừ. Một là gốc hoa, một bên người. À. Hoa. Alo. Ừ, đấy, những cái chậu rất là, chậu này vừa cây, nhỏ hơn, đôi, vừa tầm hơn. Một cây đơn. Đấy. Cắm thì thường tôi thấy có đa phần là có hai kiểu thôi. Một. Tôi nhìn thấy đa phần là một là cắm hình tròn tháp lên như này. Đấy. Ừ. Còn một đằng ấy là cắm các cái ngọn hoa nó thiên về một phía. Một phía này là liên quan đến các cái phòng khách mà đặt sát vào tường đúng không? Nó chĩa ra, còn nếu mà ví dụ những cái không gian lớn mà đặt ở giữa thì người ta sẽ phải gọi cần cái chậu mà cắm ra hình tròn. Đấy, kiểu nó như vậy thôi. Về cơ bản thì cũng thế. Đây này, cũng có thêm kiểu cho thêm những cái cây cái thứ này vào này. Có một số người họ này thích cắm kiểu cắm chen lẫn một vài những cái loại lá nó dựng dựng lên nữa ấy. Nhưng mà họ cắm với cái chậu mà nó ít cây thôi. Nó ít cây thì họ cho vào thế thì nhìn nó sinh động hơn. Đây mình nhiều cây lá nó nhiều rồi cũng chả cần. Đấy. Để làm được một cái công đoạn mà làm đế này là cũng lâu phết đấy chứ. Cầu kiểu họ cửa kia. Ừ. Cắm xong mà họ năm tới mà họ thuận buồm xuôi gió là họ đến họ mừng tuổi đấy. À, đây này, chỗ này là ngày xưa là phòng kiểu như là phòng để nuôi va đây. Phòng để nuôi va và trong này là có sấy rồi ươm kia cái thứ này. Chả biết là những giống gì đây. Không biết là giống gì luôn các bạn. Chỉ thấy có S giá H345. Chịu không biết được. Bạn còn rất nhiều giống hồ điệp ươm ở đây. Năm ngoái vườn Vũ Loan Viên của anh Ngọc Anh là anh nó có chia sẻ là anh ấy làm được 8 vạn cây. 8 vạn là như này, mỗi một thân như này là gọi là một hoa này, 8 vạn cành. Đấy. Và năm ngoái là Covid. Cũng giá cũng không được tốt lắm nhưng mà cũng vẫn lợi nhuận thu được dịp Tết tầm khoảng 200 triệu. Một nhà vườn và một dịp Tết lời đi lời được 200 triệu thì cũng vẫn được mà. Thế là vẫn ổn, tức là đấy là hoàn toàn thuần túy là lan thường và hồ điệp nha các bạn nhé. Đây này, đây có cả vũ nữ này, không biết là vũ nữ tên là gì tôi không biết thôi, hoa rất nhỏ. Bé quá không ngửi thấy hương thơm. À, còn đây là những cái cây
mà trồng ở đây này, để xong rồi cắt cái này ra để hoặc là bán chơi luôn, hoặc là lấy những cái thân này chèn nó vào cái những cái chậu hồ điệp ấy. Đấy, trên này có mấy chậu phụ nữ này. Có một chậu Blast Sabora. Còn trên này là hạc vĩ nhé các bạn. Nhìn như thế này, nếu mà người chơi lan lâu năm thì sẽ không, thì sẽ hiểu. Nhưng mà những người mới thì có thể sẽ hiểu sai. Tức là nhìn sẽ thấy ô phải sao nó vàng, nó khô sắp chết hết rồi sao. Nhưng không phải. Cây này nó mùa này nó vàng lá để nó rụng lá thôi. Gọi là vàng lá sinh lý, đến cái mùa nó phải thế. Hạc vĩ thì nó sẽ ra hoa sớm hơn là phi điệp. Nên là nó phi điệp thì bây giờ cũng có nhiều cây là cũng xuống lá nhiều rồi. Nhưng mà cũng còn nhiều cây vẫn đang đi ngọn. Nhưng mà đối với hạc vĩ hoặc là long tu các thứ thì giờ này là nó đã vàng lá mà nhiều cây đã rụng hết rồi. Đấy, ở đây là nhìn thấy vàng như này. Nhưng mà nhìn sẽ tưởng là cây sắp chết. Nhưng hoàn toàn không phải thế nhé các bạn nhé. Cây rất khỏe mạnh đấy. Đây các bạn cũng đang tiếp tục. Hiện tại hôm nay tôi quan sát thấy có 4 người đang cắm hoa mà toàn đàn ông, chả thấy có phụ nữ nào cắm hoa. Thế mới lạ chứ. Hay ha. Đấy. Thế à? Phụ nữ làm lại hay gãy cây á? Có con gái có làm kiểu nó không lại gãy. À, tức là nếu mà có phụ nữ ở đây làm là các em là nam giới là làm sẽ bị gãy cây đúng không? Chứ không phải là phụ nữ người ta làm gãy cây gì. À. Gãy cây nó cao lên lắm. À, thế thì cái lý do đấy thì cũng được đấy, tức là ông chủ ông buộc là không được quyền tuyển nữ vào đây. Tuyển nữ vào đây là mấy ông nam giới này, ông ấy một tay ông ấy bẻ cây nhưng mà mắt ông lại liếc con đàn bà con gái là nó gãy hoa là đúng rồi. Đấy. Đấy, cái chỗ này là mọi năm ngoái là đến là còn ươm rất nhiều kỳ của anh Cảnh này. Nhưng mà năm nay thì cũng chuyển thành chỗ để hồ điệp hết rồi. À, trong này thì nó ấm hơn. Thì những cái cây mà nó còn nhiều nụ ấy thì sẽ đưa vào đây bật đèn để nó ấm hơn thì nó sẽ nở sớm hơn, nó nở nhanh hơn để phục vụ cho việc Tết. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lên quay ở cái trên này một chút. Cái trên này là mọi năm ngoái là cái vườn lan va của anh Cảnh đấy, ngồi đây. Nhưng bây giờ vườn của anh Cảnh đã chuyển rồi, giờ còn lại toàn bộ cái chỗ này là cũng là hồ điệp này, đai châu rồi nhạn quế rồi các kiểu, nhưng mà đều là của anh Ngọc Anh. Giờ hai anh em là đã, anh Cảnh và anh Ngọc Anh là đã làm riêng hai chỗ rồi. Đây là toàn bộ cái lô này là đai châu của Thái, anh Ngọc Anh nhập về. Nhưng mà nãy anh có chia sẻ tôi là lô này thì chắc là phải xác định lâu dài rồi. Chứ còn năm nay nó nở sớm quá như này thì bán Tết là gần như khó. Giờ vẫn còn tầm khoảng hai mấy ngày nữa mới đến Tết. Thì những lúc đó là những cái bông hoa này nó tàn mất, cho nên không bán được Tết. Nhưng mà được cái là như anh Ngọc Anh chia sẻ là những cái nuôi đai châu này là anh nuôi rất là ok. Một là nó giữ để nó không bị mất cái lá chân. Thứ hai là nó không bị các loại côn trùng nó làm hỏng lá. Chính vì thế thì cây nó đẹp. Thì đến cái thời điểm sau đó vẫn bán được giá tốt. Chỉ có điều là không khó bán vào dịp Tết này thôi. Chỉ những người nào mà người ta nhìn cây, người ta biết, người ta thấy cái tiềm năng thì người ta mua chơi về ngắm hoa, sau đó là xác định là để cho mùa sau thì người ta mua, bây giờ còn không thì là khó bán. Nhưng mà anh nói là cũng không sợ bị thiệt hại quá lớn gì ở đây. Đấy, trồng và đai châu của Thái trồng vào bằng sơ dừa này, các thứ này, vỏ dừa luôn, xong rồi đặt cái cây này vào đây.
Cái cây này là cũng đặt là các cái cây mà gọi là lá biên là phát tài đấy chứ. Cây này nó có tên là gì nhỉ? Cây cầm cù. À cầm cù. Cầm cù, cầm cù đúng không? Cầm cù. Cầm cù lá phát tài đấy chứ, đâu phải đơn giản đâu. Đấy, đây này. Cầm cù này đẹp đấy. Sau này mà cầm cù mà nó ra hoa cũng đẹp luôn. Cũng hơi tiếc nhỉ. Đa những bông rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mỗi tội là nó nở thôi. Hơi bị sớm thôi. Đấy, ví dụ như chậu này thì là chậu này nè. Chậu này khả năng là nở được Tết đấy này. Đấy, bây giờ vòi hoa mới như này này. Là được có hai vòi hoa. Bên đây một là một vòi nữa này. Đấy, như cái chậu này. Như cái chậu này là có khả năng là hoa được Tết, có mấy chậu, đây có 3 chậu này. 1 2 3, 3 chậu này là mới đang nụ bé. 4 chậu, đại khái ở đây cũng có khoảng được vài chục chậu là đang đây này, như trụ này cũng đang có 4 vòi hoa. À 5 vòi hoa, 6 ủa. 6 vòi hoa. Và cái này thì chắc chắn là nó sẽ ra vào Tết rồi. Bản lá thì cũng rất là phê, dày. Rất to. Nhưng mà khi vận chuyển đường xa này nó cũng vẫn bị sơ, bị va chạm vào các cái mép lá một chút. Đây toàn, à vẫn có màu khác ấy nhỉ. Tưởng là truyền toàn đỏ sắc pháo, hóa ra cũng có một vài màu khác. Này nha. Cái cẩm cù này là mình tự ghép vào ý đúng không? Vâng ạ. À. Được. Đây này. À, cây này còn xoắn này. À, xoắn và lá kiểu hơi sọc ấy. Nhưng mà những cái cây như này thì nó không được gọi là cây sọc. Mặc dù nhìn thì nó khá là rõ đấy, nhưng nó sau này nó tức là đối với cây Thái là đối với những cây Thái mà nếu một cái loại mà nó lên cân cân như này là rất bình thường. Đấy, một trong những cái phân biệt giữa cây rừng của Việt Nam với lại cây Thái là do liên quan đến lá, bẹ lá rồi bông hoa rồi cái vân sọc các thứ. Nhìn lá này các bạn thấy không, lá thì nhìn cũng rất là giống lá rừng đúng không ạ, nhưng mà nó có những cái vân rất là rõ nổi màu này. Đấy, rồi cái sọc kiểu như này này. Đấy, thì đặc trưng của những cây của Thái như thế. Đây này các bạn nhìn thấy không, sọc nó rất rõ như này, nhưng cây này không được xếp vào hàng lá sọc. Nếu mà xếp vào hàng lá sọc thì mà lá mà nó sọc đẹp ấy, thì của Thái thì giá nó cũng cao lắm, không phải là rẻ đâu. Cũng có nhiều chậu. Thế cái đai châu này thì những cái chậu như này thì bán tầm khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu tiền chậu ấy? Khoảng 2,5 triệu cho đến 4,5 triệu, và có một số cây là lên đến 10 triệu ạ. À, tức là từ 2,5 triệu cho đến 10 triệu. Thế gọi là cây thấp. Thì chỉ có 1-2 cây thôi. Cây thấp nhất và cây đẹp nhất. Đâu ví dụ cây nào 10 triệu đâu, ngắm nhờ thử chứ. Đấy, xem là cái cây mà gọi là đẹp nhất. À cây đấy, à cây này thì nó to. Vừa là to xong lại mẹ. À cây này là cây gọi là đỏ đốm đúng không? Đỏ đốm, nhưng mà cây này có cái hay là một mẹ mà đeo hai con đúng không, mà hai con lại mọc hai bên. Cây này thì có cái hay ở chỗ là cây con này cũng đang ra hoa, đang ra vòi nụ này. Đây, dưới lại vòi nữa này, đây vòi nữa này. Đấy, bên này thì cũng có hai vòi hoa này. Đấy, cây còn trên này thì được hai vòi hoa. Chậu này thì chắc chắn là vẫn hoa vào Tết rồi nhỉ? Yeah. Vì những cái cần hoa nó còn bé như này mà. Nó sẽ nở từ giờ đến Tết. Chậu này thì được đấy, đẹp. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Cái cây con này lá nó lên sọc như thế này, nhưng mà nó cây Thái mà dạng lá như này rất là phổ biến, cho nên người ta không xếp cái loại này là vào là dạng sọc đâu. Còn nếu mà nó mà sọc ấy, mà nó kiểu sọc một nửa nọ nửa kia, kiểu âm dương với các kiểu ấy,
đồ của Thái nó bán đắt, không hề rẻ tiền đâu. Đấy, nhưng mà chơi cây lan đai châu của Thái thì có rất nhiều cây nó lên sọc như thế này. Một tác phẩm như thế này là 10 triệu. Như cái này là vì rễ nó đẹp quá lại không trồng vào chậu à? Để treo nguyên quá, cho, vào chậu, cho vào chậu là coi như phải phí mất cái bộ rễ này đi. Đấy, các bạn thấy Thái người ta làm giỏi không? Trồng nguyên nguyên si vào cái chậu nhựa nhá. Không giá thể. Không giá thể luôn. Tác phẩm này được ấy. Cái này mà tôi nói các bạn là nếu như thời điểm cách đây khoảng 3-4 năm ấy, lúc mà la nó đang sốt ấy, thì cái chậu như này nó phải tầm ít nhất phải khoảng 4-5 chục. Chứ nó cũng không phải là 10 triệu như bây giờ đâu. Giờ như thế này, nếu mà gọi là người nào mà mê đai châu này chơi là hoàn toàn có thể được rồi. Đây là chậu đỏ sắc pháo này. 5 vòi hoa, 5 cần hoa. Nhưng cây này thì chưa có con, cây này thì nhỏ hơn mà chưa có con. Và nhưng mà đỏ sắc pháo thì giá nó lại cao hơn, đúng không? Tức là bình thường ấy, bình thường mà cây hai cây như nhau thì đỏ sắc pháo nó lại nhiều người thích hơn. Vì nếu mà ra vào mùa xuân mà nếu mà nó nở vào Tết ấy thì mọi người cứ thích là cái màu đỏ. Đấy, sắc pháo mà nổ trong ngày xuân ấy, mọi người cũng thích cái pháo, tại sao pháo đỏ là thế? Nổ cái vỏ nó bung ra nó cái giấy đỏ nó đẹp. Nên là cái bông đỏ sắc pháo nó luôn luôn là cái bông mà có giá cao. Đấy, thế còn lại đấy là những hai giò đỉnh cao trong vườn. Còn cây này thì người ta gọi là bò sữa à? Cây đỏ đốm ạ. À, đỏ đốm. Vâng. Mình cái gì mình cứ thấy nó loang loang mình gọi là bò sữa. Hay đấy, trồng kiểu này cũng hay. Rồi, đấy, nhìn đẹp phết. Nếu mà để mà tặng, làm quà tặng ấy, là bây giờ như thế là cũng dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Nếu một vài năm trước mà chơi một cái chậu đai châu to như này mà đem tặng vào Tết thì nói chung là cái loại lều đều như này nó cũng phải tiền chục. Nhưng bây giờ thì chỉ có mấy triệu thôi thì như thế là cũng dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Đấy, hai tác phẩm to nhất ở kia mới có 10 triệu thôi. Còn lại những cái này chỉ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Thế là cũng được rồi. Này, nhìn bản lá phê không? Bản lá to hơn cả bàn tay. Không biết công nhận Thái họ làm giỏi thật. Quá giỏi luôn chứ không phải là giỏi. Đấy. Đây. Cây này đây là đỏ đúng. À đây là đỏ sắc pháo này. Còn cây này là gì thì tôi không biết. Nhìn chưa rõ. Đấy. Còn bên này là các loại phi điệp. Phi điệp, đây có tên này. À, mắt blue. Má đào. Đấy, đây này, phi điệp cũng bắt đầu cũng xuống lá rất nhiều rồi nha các bạn. Ở trong vườn của anh Nguyễn Ngọc Hà ấy, anh chăm kỹ lắm. Những cái lá mà nó đến cái mùa này ấy, là anh đi anh vặt hết những cái lá chân này đi này. Để nó không bị vàng, nó rụng xuống, nó có thể gây ra nấm bệnh. Anh Hà anh chăm công nhận là rất là cẩn thận. Đấy, bên kia thì cũng vẫn có cả hàng va viết các thứ đấy. Có đấy, không phải không đâu. Nhưng mà giờ thì ít rồi. Đây là gì này? Đấy, Hồng Yên Thủy này. Chậu Hồng Yên Thủy này mà các bạn bảo là nếu mà phải vào cái lúc đúng ấy thì nó dài khoảng 2 mét này thì biết bao tiền. Rất nhiều. Xanh khói Phú Thọ. Đây là chậu Phú Thọ. Đấy, bên này này
những cái cây nó vàng lá này, như tôi nhắc lại các bạn là nó là cái xuống lá một cách bình thường, gọi là vàng sinh lý chứ không phải bệnh tật gì đâu nhé. Đây là gì đây? À, chư hoa, cây sổ số, đây này, cây sổ số phi điệp một mắt Phú Thọ các kiểu, rất nhiều thứ. Đấy, bên kia nữa, đây là cây gì ấy, chả biết tên luôn, thấy treo đầy xung quanh vườn. Bên kia là địa lan, một loại địa lan gì đó không biết. Đây là cái gì? Công chúa. Chịu. Rất là nhiều cây. À, tất cả các loại cây thì hầu như đều có tem, có mát rất là bài bản. Đây là 5 cây trắng Bắc Ninh. Đây là HU. Đấy. Vẫn một tác phẩm. Giờ thì nó rẻ rồi, nhưng là cứ đấy thôi. Còn đằng trên này này, trên này là năm ngoái tôi đến là chưa có cái vườn, chưa có cái giàn này. Nhưng mà sau đó thì là anh Ngọc Anh là anh có làm thêm cái giàn bên này. Đấy, hay. Phú Thọ này, Thọ HO. Còn đây là kiều vuông này, nhưng không biết kiều này hoa gì. Đấy, đây là trầm kiều, không hiểu trăm kiểu gì mà tốt thế, kỳ lạ đó. Tại vì cái cây kiều này tôi trồng ở ngoài này nó không có được mướt như này đâu. Đây họ chăm tốt thật đấy, đúng là nhà vườn chuyên nghiệp. Thế này cũng lại có các loại đai châu, các loại đai châu kiều. Hồng trinh nữ, hồng phấn, ui, này, hồng phấn, hồng trinh nữ, hồng phấn các kiểu. Đây chắc là cát bà, không biết của cái gì cát bà luôn. Chúng rất nhiều các bạn ạ, nhìn vẫn chăm lên vẫn đẹp lắm, để mướt mát đẹp. Đây này, những cái sạp nhân giống này. Đấy, chứng tỏ là năm nay về mặt quy mô là vườn mở rộng hơn so với năm ngoái đến. Đây này, toàn HO này. HO đấy, ví dụ một chậu HO này. Đấy. Thì cứ trồng vậy thôi, đến sau này tính sau. Bây giờ sao? Đây là gì? Không thấy, chỉ có ký hiệu thôi, không biết tên. Đây này là toàn là hàng Dendro Xuân. Trong này. Đây là Phú Thọ ươm này. Đấy, ho này. Đấy, đây có một cái lối đi lên, nhưng mã cái lối này nó đang khóa rồi. Đấy, trong này thì cũng có Dendro Xuân. Đây là ươm ki. Đấy, có vài cái kiếm các thứ linh tinh. Trong này có cái phòng kỹ thuật. Lại cây.
Đấy, hồng, hồng này cũng đẹp phết. Rồi, đại khái thế thôi các bạn ạ. Bởi vì quay dài quá các bạn xem các bạn cũng khó chịu. À đây, đây là cũng là một cây mà cái loại này là lá, lá trái tim này. Cái này cũng hay phết này. Nó lên, nó lên đổi màu. À nó không phải đổi màu mà nó lên sọc. Đấy các bạn thấy không? Rất nhiều cây đây châu Thái là nó lên sọc kiểu như này. Đấy, nhìn, nhìn sọc này, rõ không? Đấy, rõ như thế nhưng không được coi là lan lá sọc, lá phát tài đó. Đấy, cây này đẹp phết này, lá trái tim. Cái cây này là theo như một số người nói thì nó bị, nó thực ra là nó bị sốc ở bên Thái. Sốc vì gì thì không biết, nhưng mà nhiều khả năng cũng là do sốc thuốc nên là nó quặn quẹo quặn vẹo này. Nhưng mà nuôi lên là nó cũng khó. Nên là cứ những cái cây mà bản lá to đẹp khỏe mạnh như này mình chơi. Đấy, tôi đi xuống từ trên xuống thôi. Đấy. Ngoài tôi vào trong phòng khách của anh Ngọc Anh uống nước, tôi thấy có rất nhiều các loại giấy chứng nhận với giấy khen, tôi vào tôi quay cho các bạn xem tí. Đấy, đây là cái chỗ phòng khách tiếp khách uống nước. Ông chủ ngồi đây. Đấy, Hội Hoa Lan Hòa Đông, nhà tài trợ chính. Hội Hoa Lan Hà Đông tặng hội viên có thành tích xuất sắc. Xuất sắc. Triển lãm dựa hoa lan. Đấy, bên này này. Đấy. Bảng vàng lưu danh ông Vũ Ngọc Anh, chính là giám đốc vườn là hoa Vũ Lan Viên. Hội Hoa Lan Hà Nội, vườn Vũ Lan Viên. Đại lễ 1000 năm Thăng Long đấy, từ những năm đấy rồi cơ mà. 1000 năm Thăng Long có biết là, các bạn biết là từ năm nào ấy? Từ 2010. Hội viên chi hội nông dân tổ dân phố thứ 2, Hội Hoa Lan Hà Nội 2017. Vinh danh nghệ nhân Vũ Lan Viên 2019. Lấy chứng nhận đạt danh hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng 2013. Cái này 2017. Đấy. Đây này một loạt các loại cờ lưu niệm các thứ này. Đấy. Rồi. Đấy, để các bạn thấy là tất nhiên quay, có bạn sẽ bảo là thế quay những cái này để làm gì? Nó liên quan gì đến lan đâu, nhưng không phải. Quay như này để thấy các bạn thấy là vườn Vũ Lan Viên của anh Vũ Ngọc Anh là hoạt động từ rất lâu rồi và rất có uy tín thương hiệu. Đấy. Và bây giờ, ngày xưa thì là hai anh em, cả anh Cảnh nữa. Anh Cảnh giờ mở vườn mới rồi. Bây giờ chỗ này là một mình anh Vũ Ngọc anh ấy làm. Và từ năm ngoái năm kia thì khi mà anh Cảnh làm va thì là anh Vũ Ngọc Anh là phụ trách cái vườn này, nhưng mà làm về lan thường. Đấy, bây giờ anh Cảnh mở vườn ở chỗ khác thì anh Vũ Ngọc Anh tiếp tục coi như tiếp quản toàn bộ cái cơ ngơi này và làm ở đây. Để thấy là nó là một quá trình uy tín thương hiệu. Đấy, như Tết năm ngoái như anh Ngọc Anh chia sẻ là mặc dù Covid như thế nhưng mà vẫn bán được một số lượng gần một vạn bông cây hồ điệp dịp Tết.
thu lợi nhuận cũng ổn, thế là được. Và phải có uy tín. Các bạn đi trên đường phố Hà Nội, các bạn sẽ gặp rất nhiều những cái gọi là giống như là showroom ấy, về hoa lan, hồ điệp. Họ làm biển rất to, họ trưng bày rất to, họ cắm những cái chậu hoa mà nó phải cỡ khoảng độ 200-300 cảnh ấy, to khủng khiếp luôn. Là vì họ làm hình ảnh. Thì nếu các bạn đi qua đấy, các bạn thấy đẹp, các bạn cũng có thể mua. Nhưng mà ở đây thì trong cái vườn Vũ Lan Viên này, các bạn mà vào Google Maps các bạn search Vũ Lan Viên, vườn Lan Vũ Lan Viên, thì nó sẽ chỉ vào đây và đi khá ngóc ngách mới vào được. Thế mà vẫn duy trì phát triển tốt, thì các bạn thấy là điều đó nó cho thấy là vườn đã làm việc lâu và gọi là sống nhờ vào uy tín thương hiệu rồi. Đấy, còn những cái chỗ ở trên đường kia thì họ chỉ thuê, họ bán hàng trong một thời điểm đấy thôi. Đến hết mà, hết Tết cái là, đến sát ngày Tết cái là họ sẽ kết thúc. Đấy. Thế mà thuê mặt bằng ở trên phố lớn như thế thì hiển nhiên là nó phải đội giá lên rồi. Còn ở đây thì nhà vườn ở đây là đất thuê lâu dài, lâu năm rồi thì không quảng bá, quảng cáo gì ở ngoài mặt phố hết, nhưng mà vẫn rất đông khách. Như vậy là nó mới rất là ok. Đấy, cảm ơn các bạn nhé. Nếu các bạn mà quan tâm đến các loại lan, từ Đai Châu đến Hồ Điệp đến các thứ khác, thì các bạn có thể vào search nhà vườn Vũ Lan Viên. Địa chỉ là 299 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một mùa xuân mới vui vẻ, mà sưu tầm được nhiều những giống lan mà mình yêu thích.